các bạn, hiện tại bên công ty mình đang có khá là nhiều công việc hỗ trợ các bạn trong việc đi siêu chuyển việc. Ví dụ như hiện tại mình đang có công việc làm việc tại tỉnh Chiba. Nội dung công việc các bạn sẽ làm việc tại khu chuyên cho thuê và cắm trại tổ chức sự kiện. Thời gian làm việc các bạn sẽ từ 10 giờ đến 20 giờ. Một tuần các bạn sẽ được nghỉ 2 ngày, mức lương khởi điểm các bạn sẽ khoảng từ 18 đến 22 man và sẽ được tăng dần theo năng lực của các bạn. Công việc này nội dung liên quan đến làm ở trong bếp và tiếp khách và hỗ trợ đăng ký Yoyaku, nên là yêu cầu các bạn tiếng Nhật giao tiếp thành thạo. Nếu bạn quan tâm và muốn đăng ký phỏng vấn công việc, hãy đến buổi Shichimikai bên mình để hỗ trợ đăng ký phỏng vấn công việc. Hiện tại buổi Shichimikai bên mình vẫn thường tổ chức hàng ngày. Mỗi buổi bên mình sẽ giới thiệu khoảng từ 30 đến 40 công ty, đầy đủ các lĩnh vực các ngành nghề khác nhau cho các bạn có thể lựa chọn. Sau khi kết thúc, các bạn sẽ được hỗ trợ đăng ký phỏng vấn công việc mà các bạn cảm thấy phù hợp với phỏng vấn. Nếu các bạn quan tâm thì hệ số điện thoại 03 6206 8058 để tư vấn cụ thể hơn. Xin chào các bạn.